Trong chuyên mục tử vi phương đông năm 2021 của 12 con giáp, lời đầu tiên chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Có những người thì kinh tế dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục tử vi phương đông năm 2021 của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của người tuổi Ngọ trong năm Tân Sửu 2021 này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của tuổi Ngọ sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường trình của mình như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tổng quan tử vi tuổi Ngọ năm 2021 Tân Sửu. Sau năm 2020 Canh Tý với nhiều sóng gió ập tới với những mệnh chủ tuổi Ngọ, năm 2021, mệnh chủ tuổi Ngọ và Thái Tuế tương sinh đồng vượng, tăng cường thêm sức mạnh trong ngũ hành thổ. Thế nhưng do ảnh hưởng của thương quan và nhiều hung tinh khác nên vận thế bản mệnh năm nay bình thường, vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh mâu thuẫn. Người tuổi này dễ phải tiêu phí nhiều khoản hoặc gặp trục trặc trong mối quan hệ với anh em họ hàng, dễ gặp tổn thất nếu không biết giữ mình, đồng thời sức khỏe cũng dễ bị tổn hại. Năm 2021 là năm Tân Sửu, thiên can Tân Kim lộ xuất chính tài, Thái Tuế Sửu Thổ lại lộ xuất thương quan, tài quan tương hỗ. Vậy nên trong năm nay về công việc và sự nghiệp sẽ có nhiều tiến triển tốt hơn so với năm trước. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Cũng trong năm nay, mệnh chủ sẽ gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với nhiều kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em, bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt, nhất là trong sự nghiệp. Nếu gặp phải sẽ khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Nếu có cơ hội trước mắt cũng dễ bị kẻ khác giành mất, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao không thuận lợi. Mặt khác, nguyên thần chiếu mệnh cũng mang lại những tác động không tốt trên hai phương diện hôn nhân và tài lộc cho người tuổi Ngọ. Nguyên thần hay còn được gọi với cái tên đó là đại hao, đại diện cho sự hao tổn mất mát về đường tài lộc. Vì thế mà bản mệnh nên khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên hiếu thắng, mâu thuẫn với mọi người. Suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định của mình trong năm nay, nhất là về vấn đề kinh doanh hợp tác. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ngoài ra thì bản mệnh cũng nên biết giữ mình, giữ khoảng cách hợp lý với những người khác giới, không nên để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Người độc thân có thể đạt được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có những cặp đôi còn đi đến quyết định kết hôn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại của đời người thì bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng để tránh những rắc rối có thể nảy sinh sau này. Những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi, có cặp thì dễ phạm phải đào hoa. Nếu không có cách giải quyết hợp lý thì sẽ gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Trong năm Tân Sửu, người tuổi Ngọ cần phải biết giữ mình, biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình, phải suy nghĩ chín chắn, kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Đừng để mình bị lôi kéo, không nên đi đến những nơi đông người hỗn tạp hoặc là những nơi ẩm thấp nguy hiểm. Trong sự nghiệp, bản mệnh không nên hợp tác làm ăn với anh em, bạn bè, không nên ham cái lợi trước mắt mà đầu tư nguy hiểm, đặc biệt nếu làm trong ngành liên quan tới hỏa khí như kinh doanh về đồ ăn, mở cửa hàng đồ ăn, kinh doanh về đồ trang sức. Chỉ nên giữ quan hệ với những người đáng tin tưởng, tránh xa những kẻ tiếp cận với ý đồ lợi dụng hãm hại mình.
để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh và một vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình là vòng Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Ngọ trong năm Tân Sửu 2021. Người tuổi Ngọ không vượng đường tài lộc trong năm 2021 này. Các việc đầu tư, kinh doanh dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, phải chịu tổn thất, thậm chí dễ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế mà trong thời điểm này, tuổi Ngọ chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai một cách quá dễ dàng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng cần phải có lối sống khoa học, biết cách giữ mình, tránh xa các chất kích thích dễ gây tổn hại sức khỏe và là nguồn cơn gây ra những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và mặt dây Bát Bảo Tâm Kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng cần phải có lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa các chất kích thích dễ gây tổn hại đến sức khỏe và là nguồn cơn gây ra những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi Ngọ trong năm Tân Sửu 2021. Bước sang năm 2021, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ có những bước tiến chuyển tích cực. Thoát khỏi vòng vây của Thái Tuế năm 2020 Canh Tý, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Thái Tuế lưu niên cùng mệnh chủ tuổi Ngọ có mối quan hệ tương sinh, sức lực tăng mạnh, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Tuổi Ngọ có cơ hội làm quen với những người có trình độ chuyên môn, nổi tiếng, có uy quyền, có thể có khả năng xuất hiện mối quan hệ hợp tác trực tất, đem lại cơ hội và lợi nhuận, mang đến một khoản thu nhập không tồi. Với sự chỉ dẫn của quý nhân, mệnh chủ tuổi Ngọ vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính, ví dụ như là kinh doanh nghề phụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Lại được nhất bạch tài tinh là cát tinh thuộc quan tài tinh bảo hộ, là một sao tượng trưng cho sự giàu có, quyền vị, danh tiếng, văn võ song toàn, tai hỷ song vượng, thông tuệ văn học. Sau này, trong vận 8, vận 9 của hạng nguyên đang là sao đương vận nên sẽ càng cát lành hơn. Vì có rất nhiều sự giúp đỡ như vậy nên tuổi Ngọ năm nay về phương diện tài vận sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trong cát có hung, năm nay có đại hao chiếu mệnh, vậy nên mệnh chủ cần phải chú ý nhiều hơn trong các hợp đồng, giấy tờ về lĩnh vực kinh doanh của mình, tránh để tiền mất tật mang. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều thì càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra thì chắc chắn sẽ có lại được thành quả ngoài mong đợi của mình. Tài vận cũng khá nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá sản, kẻ xấu giẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Để vận hạn được suôn sẻ, hãy nhớ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để hóa giải vận hạn và thâu thu tài lộc may mắn. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Ngọ trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Kỷ Hợi, dương lịch từ ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức là từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này, gia chủ tuổi Ngọ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Ngọ không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng vào thời gian này là tốt nhất.
Nếu muốn tiến hành thì cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021. Trong năm 2021, tuổi Ngọ đào hoa khá vượng. Cho dù bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì bạn dễ có được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế mà ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cần phải không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cắt lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Tân Sửu, bản mệnh dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Mệnh chủ hãy luôn luôn mang theo bên mình trang sức trợ mệnh Dần, Ngọ, Tuất để kích hoạt đường tình duyên cho mình, giúp cho chuyện tình cảm được thuận lợi, khăng khít hơn nữa. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021. Về tình hình sức khỏe của tuổi Ngọ trong năm Tân Sửu này không mấy khả quan. Thái tuế Sửu thổ vượng địa khiến cho các yếu tố mộc và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến cho bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như là cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người thì gặp vấn đề về thận. Trong năm nay, bản mệnh không nên quá nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan, tụ tập cũng như là trong cuộc sống, cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu dài. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp, có nhiều sát khí, nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Tốt nhất thì bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Năm nay về mặt sức khỏe, vì ngũ hành của Thái Tuế là thổ, mà ngũ hành của Ngọ cũng là hỏa tương sinh, nên tiết mất khí của thân. Vì thế, sức khỏe tuổi Ngọ không được mấy lý tưởng, dễ xuất hiện những bệnh về đường thận hay là hệ thống tiết niệu. Hàng ngày, nếu cảm thấy khó chịu thì không nên chủ quan, phải đi khám bác sĩ kịp thời để chẩn đoán ra bệnh, tránh để tệ bệnh tình kéo dài lâu ngày. Ngoài ra thì thổ khí còn ảnh hưởng, khiến cho đầu óc của mệnh chủ trì trệ, không tỉnh táo, nên khi tham gia giao thông, đặc biệt là lúc lái xe, thì người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý an toàn, tránh sơ ý xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nếu như bạn từ chức hay là làm ngành nghề mới, thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ hoặc tham khảo ý kiến bạn bè, người thân nhiều hơn. Bạn cần phải sử dụng vật phẩm may mắn Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý thần tương trợ giúp bình ổn và suôn sẻ. Cát hung vận hạn của từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu. Tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 Dương Liễu Mộc. Mệnh chủ tuổi Ngọ sinh năm 2002, nạp âm ngũ hành là Dương Liễu Mộc, đa phần là người thông minh, lanh lợi, vợ chồng thì hòa thuận, làm việc được như ý. Nam mệnh thì thích khoe khoang, nữ mệnh thì cư xử tốt với mọi người. Năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên mệnh chủ sẽ cần phải chú ý tới các bệnh liên quan về gan, mật và xương cốt nhiều hơn nữa. Năm 2021 là một năm khá may mắn và thuận lợi với những người sinh năm Nhâm Ngọ 2002. Sự nghiệp học tập của bản mệnh thì không gặp phải khó khăn trở ngại, tuy nhiên thì cũng không nên có thái độ lơ là, coi thường, mà cần phải cố gắng không ngừng. Ở trên lớp thì người sinh năm này cần phải tập trung tinh thần nghe giảng, khi về đến nhà thì phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, tìm được sự hứng thú trong công việc học tập, xác định được mục tiêu trước mắt của mình rõ ràng, không để những yếu tố bên ngoài tác động đến mình. Trên bàn học thì cần phải đặt tháp văn xương để giúp tập trung hơn vào việc học hành.
Nếu làm được những việc này, chắc chắn cuối năm bản mệnh sẽ nhận được những kết quả xứng đáng, thành tích học tập có nhiều khởi sắc. Đối với những mệnh chủ thì đã đi làm, cần phải thông qua cố gắng của bản thân thì mới có thể vất vả được tài. Trong công việc, chỉ có hết lòng làm việc, lãnh đạo sẽ dành cơ hội trọng dụng bạn. Còn về mặt tình cảm, vận đào hoa rất vượng, người độc thân dễ dàng gặp gỡ trung nhân một cách bất ngờ, có người yêu thì phải đề phòng đào hoa ảo. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để tăng thêm cát khí, chiêu mời quý nhân giúp đỡ chuyện tình cảm vợ chồng cũng như đồng nghiệp được hòa thuận hơn. Nam mệnh 20 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, người đang đi học thì sẽ tương đối vất vả, gặp phải giáo viên nghiêm khắc. Còn người làm công thì ắt phải cẩn thận tránh việc phạm sai lầm, khiến cho lãnh đạo trách cứ. Nữ mệnh 20 tuổi, gặp sao vân hán chiếu mệnh, một mặt dễ dàng bốc hỏa lên mụn, mặt khác thì cần chú ý đề phòng các mặt về sư sinh non, khó sinh hay là bệnh phụ khoa. Tử vi năm 2021 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, lộ bàn thổ. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, nạp âm ngũ hành là lộ bàng thổ, đa phần là người lợi quan cận quý, bản tính kiên cường không thuận nhân tình, sự nghiệp thì hiển vinh. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ thổ tương hợp khiến cho thổ khí quá vượng, nên gia chủ dễ mắc phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan tới mũi. Ngoài ra thì trong năm nay dễ dàng cùng với người phát sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị liên lụy và mưu toan cẩn thận mất tiền bên ngoài. Cho dù có tài nhưng chưa chắc con giáp này đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy, vì thế mà sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn lao. Do đó, mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nên mạnh dạn tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa, gây ra sai sót. Cần học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc cũng như là luôn giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về chuyện tình cảm, cảm xúc của người này vào năm nay thì không ổn định, không nên trao gửi tình cảm cho một ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Còn nếu đã lập gia đình thì bản mệnh cần phải có cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên lạnh nhạt thờ ơ với nửa kia vì quá tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh thì bạn cần lập ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu nhau. Năm nay, có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Hóa giải bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy trợ thân bát bảo tâm kinh để có thể hóa giải thị phi, tăng cường quan vận và tài vận của mình. Nam mệnh 32 tuổi, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế sức khỏe tương đối tốt, thích hợp đi du lịch, đi công tác xa và cầu tài. Trong nhà sẽ có chuyện vui khá nhiều. Nữ mệnh 32 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, hành niên trực thổ tinh, quan sự lai tương xâm. Năm nay cẩn thận gặp kiện tụng, đề phòng người không tốt quấy phá, giảm bớt việc đi xa. Tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, thiên thượng hỏa. Mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nạp âm ngũ hành là thiên thượng hỏa. Phần lớn là người đoan chính, ưa thích ham chơi, oai phong lẫm liệt, về già thì an bình. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh, tiết mất khí của bản mệnh. Vậy nên trong năm nay, mệnh chủ cần chú ý nhiều tới các bệnh về tim mạch, các bệnh về mắt. Năm Tân Sửu là một năm cực kỳ may mắn với người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bản mệnh có nhân duyên tốt, dễ được quý nhân phù trợ, cộng với tham vọng lớn lao, dũng cảm đối diện với mọi vấn đề xảy ra, dám nghĩ, dám làm nên nhất định có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì mệnh chủ cũng cần phải biết khiêm tốn, không nên đắc ý quá mức, lơ là công việc, khiến cho mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể. Không nên nóng nảy coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi, mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi, chú ý lắng nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo, những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Dù có sự nghiệp phát triển nhanh chóng, nhưng bản mệnh thường lơ là từng trạng sức khỏe của mình, không muốn dành thời gian để đi khám hoặc là thả lỏng tâm trạng nên cơ thể dễ bị chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, năm nay thì đặc biệt chú ý tới bảo vệ sức khỏe. Mọi chuyện nên dùng tâm bình tĩnh, đừng để kích động hại thân.
đồng thời cũng nên chú ý bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Nam Mạnh 44 tuổi, năm nay gặp sáu thái âm chiếu mệnh, là một năm mọi việc tùy thuận, được nguyệt đích nhập mệnh, có khả năng được quý nhân giúp đỡ, thích hợp đi xa cầu tài. Nữ Mạnh 44 tuổi, năm nay gặp sao thái bạch chiếu mệnh, có vấn đề tương đối nhiều, ra vào cần đề phòng trộm cướp, mọi chuyện ắt phải đề phòng, có người hãm hại. Tử vi năm 2021 của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, Thiên Hà Thủy. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nạp âm ngũ hành là Thiên Hà Thủy, đa phần là người thông minh, lành lợi cả đời, lên xuống khá nhiều, nhưng mà về già thì vinh hoa. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thủy Thổ tương khắc. Trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận, cẩn thận tránh những tai nạn liên quan tới xương cốt. Nửa đầu năm 2021, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ gặp nhiều chuyện may mắn, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, cộng với sự vươn lên cố gắng không ngừng, nên bản mệnh có thể đạt được mục tiêu đã được đặt ra từ trước. Tuy nhiên thì trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần phải tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ, sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như là hình ảnh của bạn. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối năm, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thắng lợi trong cả lĩnh vực sự nghiệp lẫn tài chính. Một mặt, năm nay cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác thì nếu như phải xử lý công việc có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất luôn mang bên mình để hóa giải. Nam Mệnh 56 tuổi, năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, tai họa khá nhiều, gia đình không yên, đi lại nhiều trở ngại. Nữ Mệnh 56 tuổi, năm nay gặp Vân Hán chiếu mệnh, cần phải lưu ý xảy ra các nạn về máu huyết, chú ý bảo vệ sức khỏe về vấn đề phụ khoa. Tử vi năm 2021, tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, Sa Trung Kim. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Kim tương sinh nên mệnh chủ được sinh phù khiến cho kim khí quá vượng, dẫn đến mệnh chủ dễ mắc nhiều bệnh liên quan đến gân cốt và gan. Tiến sang năm 2021, người tuổi Giáp Ngọ vận trình khá là tệ, sát khí thì vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật, thậm chí có thể phải ra vào viện nằm liệt giường. Năm nay thì tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích trò chuyện với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng. Tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân. Nên học cách giải tỏa áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè tri kỷ, đừng tự nhốt mình cô đơn. Có tâm sự hay là chuyện buồn, hãy thoải mái giải bày. Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính, không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin, mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt. Người nhà cần phải chú ý đến thay đổi tâm tính của mệnh chủ. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và kim bài thái tuế năm 2021 để có thể nghênh đón vị thần cai quản trong năm nay, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho mình. Nam Mệnh 68 tuổi, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế tổng thể khá tốt, thích hợp đi du lịch, trong nhà dễ có thêm nhân định. Nữ Mệnh 68 tuổi, năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, sẽ có nhiều chuyện không được bình yên, vận hung liên tục, không thích hợp đi xa. Tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 1942, Dương Liễu Mộc. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Nhâm Ngọ, những người sinh năm 1942 thì trong khoảng thời gian này tinh thần rất kém, thường cảm thấy lực bất tòng tâm, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, tình hình khi vui khi buồn. Tuổi tác tăng lên thì khả năng vận động cũng giảm đi, các chức năng gan thận cũng bị suy yếu, dễ đau ốm. Người nhà cần phải lưu ý chế độ ăn uống, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, ít dùng muối, dầu ăn. Nên vận động nhẹ nhàng, ra ngoài hít thở không khí trong lành, có thể tham gia các hoạt động đoàn hội của người cao tuổi để tinh thần thoải mái.
Người nhà không nên để mệnh chủ ra ngoài một mình, cẩn thận kẻo gặp chuyện bất trắc. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi ngọ trong năm 2021. Quý anh chị có thể thấy lộ trình trong năm 2021 của gia chủ tuổi ngọ tuy gặp những khó khăn về hạn thái tuế, do năm nay là 5 tuổi và còn phạm phải thái tuế nên sẽ có những thị phi, những điều xui xẻo không mong muốn ập đến. Tuy nhiên thì mọi chuyện đều có thể hóa giải biến hung thành cát khi mà chúng ta biết hóa giải đúng cách. Dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng tháng này cũng là tháng có nhiều cơ hội mở ra cho những gia chủ tuổi ngọ nhiều